Đây là những gì còn lại sau vụ cháy xảy ra vào ngày 19 tháng 5 vừa qua tại khu vực bếp phụ của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Nam ở xóm 5, xã Hưng Chính, thành phố Vinh. Sau khi đã đun nấu xong, do chưa dập hết mầm lửa, kết hợp thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, ngọn lửa bùng phát trở lại gây cháy lớn. Rất may được sự hỗ trợ kịp thời của người dân xung quanh và lực lượng chữa cháy nên đám cháy được khống chế sau gần 1 giờ đồng hồ và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của các thành viên trong gia đình. Vừa qua thì gia đình có xảy ra vụ cháy thì do sơ suất rồi thì về lửa củi. Khi là phát hiện thì được xử trí kịp thời. Hô hoán nhân dân, bà con xung quanh đến là trợ giúp cứu chữa. Từ chỗ vụ cháy đó thì gia đình thường xuyên nêu cao cảnh giác để là được là tốt hơn và không để ra những cái trường hợp là tương tự xảy ra nữa. Hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến rất phức tạp. Các đợt nắng nóng gay gắt thường xuyên diễn ra khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao. Trong khi đó, khu vực đô thị lại là nơi tập trung đông dân cư, không gian sinh hoạt chật hẹp nên nếu xảy ra sự cố về cháy nổ sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố cũng như lực lượng chức năng đã tăng cường các giải pháp về phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng cao điểm như thành lập các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, lắp đặt các thiết bị báo cháy hiện đại, lập các điểm chữa cháy công cộng. Thời gian vừa qua, dưới sự tham mưu của lực lượng công an xã thì chúng tôi đã tổ chức tiến hành tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong cái việc và phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là chúng tôi đã thực hiện được 11 cái điểm phòng cháy công cộng và 2 cái tổ liên gia trên địa bàn. Thì hiện nay trong mùa nắng nóng này thì chúng tôi cũng tiếp tục là nâng cao cái tuyên truyền và đặc biệt là tập trung vào cái việc tập huấn phòng cháy chữa cháy để có thể khắc phục các sự cố nếu xảy ra. Thì vừa rồi Công an phường Hồng Sơn đã tổ chức nhiều buổi để tuyên truyền vận động nhân dân về vấn đề phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chúng tôi thấy việc tuyên truyền cực kỳ quan trọng và rất bổ ích. Những vụ cháy xảy ra liên tiếp trong thời gian qua trên địa bàn cả nước chính là hồi chuông báo động về công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay. Vì vậy, triển khai các giải pháp đồng bộ được xem là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Thì hiện nay đang bước vào cái mùa nắng nóng cao điểm, thì Công an thành phố đang tập trung chỉ đạo quyết liệt là cái công tác tuyên truyền an toàn phòng cháy cháy trên địa bàn thành phố để cho mọi người dân hiểu được, nắm được cái nguy cơ cháy nổ cũng như cái thiệt hại do cháy nổ gây ra. Cái thứ hai nữa thì chúng tôi đang tập trung chỉ đạo là cái công tác kiểm tra an toàn phòng cháy cháy đối với các cái cơ sở thuộc thẩm quyền được phân cấp quản lý, trong đó đặc biệt tập trung vào đối với các cái loại hình có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao như chợ, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Xây dựng các cái tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy trên địa bàn thành phố. Đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng cao điểm, hạn chế tối đa các sự cố về cháy nổ, đặc biệt là ở khu vực đô thị, được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, thì mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy để bảo vệ an toàn cho chính mình và người thân.